Xin giao lưu anh em một kho dúi nha anh em. Một kho dúi rất là đẹp nè, bờ đế dân phú lên hồi đầu nè. Kho này trồng về là trồng thuận luôn á nha anh em, nhưng mà này đầu này là đầu cành rễ nè. Cái quanh ngay chỗ này á là 90, cao là 1 mét. Cây này khoảng tầm 40 kg nha anh em. Cái nghiêng chỗ này là một cái sáng nâu. Tăng ơi, lại phụ trong anh đi vay cái chậu dùm đó. Lên rút cái con lại rất nhỏ nha. Lên rút con lại rất nhỏ nha anh em. Nàng khoảng 40 kg nha anh em nha. Rồi anh em nào hợp thì giao lưu nha anh em. Chào anh em.